Hello hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với video của Yến. Chà đá, Yến đây. Yến đang cảm thấy rất là phấn khích, mọi người hãy nhìn đi. Đây, hãy nhìn đi. Đây là cái tóc dài cuối cùng mà mọi người sẽ nhìn thấy Yến trong cái bộ dạng này. Tại vì sau cái video này thì mình sẽ đi cắt tóc tém. Khi mà bạn xem cái video này thì bạn sẽ nhìn thấy Yến với đầu tóc tém chứ không phải là tóc như thế này nữa. Đây là lần đầu tiên đi cắt tóc tém mà nó kiểu nhiều tâm trạng như bây giờ. Đây là lần đầu tiên mà cảm giác như vậy luôn á. Những lần trước á thì khi đã cắt tóc tém thì tại vì có khi Yến buồn, có khi Yến thích và có khi Yến cảm thấy nó Yến muốn cắt thôi. Nhưng mà tại vì lần này nó nhiều tâm trạng như vậy, tại vì còn 2 tháng nữa là đám cưới của Yến rồi. Lần trước Yến có post trên Facebook và YouTube của Yến hỏi xem là mọi người thích Yến tóc dài hay là tóc ngắn vào ngày cưới của Yến. Thì mặc dù Yến đã nói mọi người là mọi người ơi, mọi người nói là mọi người thích tóc ngắn đi, mọi người nghĩ là tóc ngắn đẹp hơn đi, nhưng mà khoảng 90% mọi người đều trả lời là trời ơi, vào ngày cưới thì làm ơn để tóc dài đi Yến. Yến cũng đồng tình với mọi người nha, là vào ngày cưới tóc dài sẽ đẹp hơn, vào ngày cưới tóc dài sẽ thùy mị hơn. Yến khẳng định là Yến đồng tình với mọi người. Nhưng mà có một vấn đề là Yến một tháng hơn rồi, mỗi lần nhìn tóc của mình Yến đều nghĩ tới việc là trời ơi phải đi cắt nữa, trời ơi Yến muốn cắt kiểu vậy. Nên là mọi người hiểu cái cảm giác mà muốn cắt tóc á, nó cứ kiểu là nó cứ lẫn quẩn trong đầu mình hoài nên nó rất là khó chịu. Với cả là Yến nghĩ là mọi người đều nghĩ là tóc dài sẽ đẹp trong ngày cưới. Yến thì nghĩ là mình chỉ cần cảm thấy vui và cảm thấy thoải mái vào cái ngày cưới của mình thì mình đã là người đẹp nhất rồi. Đó, Yến lấy cái lý do đó để hôm nay quyết định đi cắt tóc. Yến biết là nếu mà cô dâu á, mà để tóc tém thì nó cũng sẽ không xinh, và Yến cũng không tìm được cái kiểu tóc tém nào cho cô dâu mà Yến cảm thấy thật sự đẹp đó. Trong khi tóc dài thì có rất là nhiều kiểu. Có thể là cái ngày đám cưới Yến sẽ phải đổi tóc giả, hoặc là phải nối tóc, hoặc là Yến phải gắn tóc giả chứ không phải là nối. Nhưng mà Yến vẫn thấy là trời ơi, còn 2 tháng nữa, tại sao mình phải chịu tóc này trong 2 tháng. Bạn biết không, là cái tóc này của Yến là so với Yến là rất là dài rồi đó. Yến biết là nhiều bạn sẽ nghĩ là trời ơi, tóc có mấy cọng mà dài cái gì. Nhưng mà với Yến thì như vậy là rất dài đó. Tại vì Yến không để tóc dài. Đâu đó khoảng 5-7 năm nay là Yến chỉ để tóc này, là bắt đầu là thấy dài, thấy mệt rồi. Và Yến cần thấy là mình sẽ ốm hơn rất là nhiều, sẽ xinh hơn rất là nhiều và trẻ lên rất là nhiều khi mà để tóc tém. Cho nên là mình đang rất là háo hức để đi cắt. Và để kỷ niệm cái tóc này lần cuối cùng thì hôm nay mình sẽ quay cái vlog trong ngày hôm nay trước khi đi cắt tóc tém. Yến có hẹn cắt tóc tém vào 5 giờ chiều ngày hôm nay, và hôm nay là ngày 20 tháng 10. Chắc là cái video này sẽ post vào tối ngày 20 tháng 10, là tối ngày hôm nay sau khi mình cắt tóc xong. Yến sẽ cho mọi người thấy tóc tém của Yến, Yến sẽ cho mọi người thấy cái ngày chuẩn bị cắt tóc của Yến nó sẽ như thế nào. Và vậy đó. Hy vọng là bạn thích cái video này ha. Bây giờ thì buổi trưa rồi, nên là mình sẽ buộc tóc tai lên và chuẩn bị ăn trưa. À, quên chia sẻ cho mọi người là tại sao mà mình muốn cắt tóc tém á. Mọi người nhìn nè, mặc dù Yến đã gọi là làm các kiểu rồi, nhưng mà Yến vẫn thấy là khi mà để tóc dài á, thì mặt Yến rất là tròn. Trong khi nếu cái tóc tém thì nhìn Yến sẽ ốm hơn rất là nhiều. Cái điều này bạn sẽ thấy vào cái giữa cuối video khi mà Yến cắt tóc. Rồi bạn sẽ nhìn thấy là dù bạn biết không, là cái tóc này Yến vừa gội vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua, thì nó đâu đó khoảng 6-7 tiếng Yến ngủ trong phòng máy lạnh. Yến có dưỡng ẩm, có các kiểu rồi, nhưng mà cái mùa này á, và cái nền da, nền tóc của Yến á, nó không chịu được, nên là nó sẽ rất là kiểu như nó bị dơ, giống như là mình đã đâu đó mấy ngày không gội đầu rồi đó, cho nên là rất là khó chịu. Nhưng mà tóc tém nó vẫn sẽ bị như vậy thôi. Nhưng mà bạn biết không, tóc tém có một cái đặc biệt là tóc càng dơ thì nó càng đẹp, cho nên là mình tận dụng cái việc mà nhìn nó dơ dơ đó biến thành một cái đẹp, Yến nghĩ vậy. Còn nếu mà để tóc như vậy thì Yến sẽ không có xả ra đâu, bạn sẽ không thấy Yến xả trong lúc ở nhà, trong lúc làm việc, Yến sẽ luôn buộc lên như thế này. Và Yến nghĩ là cái việc buộc này nó không tốt cho tóc, ít nhiều nó làm cho tóc của mình nó bị gãy, nó bị sơ và nó bị đứt ngọn, nói chung là nhìn cũng không đẹp đẽ gì. Thôi, mình sẽ cố gắng để trong mình thật xinh tất cả mọi ngày, chứ không riêng gì ngày đám cưới. Đám cưới nếu mà không đẹp được với tóc tém thì mình sẽ cái tóc giả vậy. Biết đâu thì mình sẽ có thêm nhiều những cái video đi mua tóc giả, đi ngồi gắn tóc giả cho mọi người cho vui, đúng không? Cho nên là hy vọng là bạn đừng comment bên dưới. Yến biết là bạn sẽ kiểu trời ơi Yến ơi xấu quá, trời ơi như cái con đàn ông các kiểu. Yến hy vọng là mọi người không nói như vậy, tại vì Yến cũng có trái tim, Yến cũng ít nhiều sẽ bị tổn thương khi mà đọc những cái comment chê quá nhiều như vậy.
Tuy nhiên là Yến vẫn sẽ giữ quan điểm của mình là Yến sẽ đi cắt tóc tím vì Yến thích ơi là thích. Hồi nãy có hỏi ý kiến của người yêu thì người yêu bảo là ừ đi cắt đi, em thích thì em đi cắt thôi. Mặc dù mẹ của Yến chưa bao giờ muốn Yến cắt tóc tém á, lần nào đi cắt tóc tém thì mẹ sẽ luôn là như cái thằng. Nhưng mà không sao, bây giờ mình đã có sắp có chồng rồi cho nên là thoải mái lắm. Thôi bây giờ mình sẽ xuống dọn đồ ăn lên ăn trưa. Trời ơi, mọi người thấy tự nhiên nghĩ tới việc đi cắt tóc tém cái tâm trạng mình tốt lên hẳn. Tô mì Quảng má nấu ăn lễ trong chương trình giảm cân có tôm, trứng cút, gà, sườn, heo, kế bên có dĩa bánh xèo, tí nước mắm, bánh chén và rau xong. Ăn đây. Ôi, mưa quá. Chị có đặt cắt rồi. Một người bán cội đầu. Thấy cái tóc dài rồi đó. Bây giờ em cắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái dừng lại vuốt tóc một cái. Cư chỉ này giống như thính đó em không? Đó, mình phải lại cho mình đa nhân cách. Trời, cái lúc anh mặc váy rồi anh để tóc dài rồi yếu đuối rồi. Anh có cái trò mà chứ để tóc dài không biết làm gì không? Cái quấn quén vậy nè. Điên mà kiểu gì đó. Trời đất ơi. Thích lắm cái kiểu mà. Ồ, tự nhiên mỗi lần để tóc dài cái thả ra thích lắm. Đi tung tăng giống như cái cốt nó là vậy. Chiếc vợ anh cũng mệt mỏi anh á. Vợ anh thì nó mạnh mẽ quá. Đổi lại anh yếu đuối. Anh tên Vũ đó em. Tại vì anh tên Thóm đó. Hai đứa nó cần quẻ nhau vậy rồi. Gãy từ trong cốt gãy ra. Đánh bèo từ bé nó không có dùng tập. Tóc kiểu như phim kiếm hiệp. Không. Tức là mê phim kiếm hiệp giống như nhìn cái nó có mấy cái cọng mà bay à, bình thường là... Ờ em cũng khoái mấy cái đó nữa. Rồi xong sau này để xong tự thấy uống. Ủa tóc như vậy nên là xong cái video một ngày cắt tóc của Yên. Mọi người thấy như thế nào thì comment xin biết nha.